Dàn khách mời đình đám trong tiệc đính hôn của Khay Thi Nguyễn và Will. Ngoài Ngô Thanh Vân, rất có thể Kiều Minh Tuấn, Cát Phượng, Isaac cũng sẽ xuất hiện tại tiệc đính hôn của Khay Thi và Will. Những ngày qua, cộng đồng mạng không khỏi xôn xao trước nghi vấn Will, Khay Thi Nguyễn tổ chức lễ đính hôn. Tuy Khay Thi Nguyễn đã lên tiếng phủ nhận, nhưng mới đây nữ diễn viên Ngô Thanh Vân vừa bất ngờ đăng tải hình ảnh thiệp đính hôn của Will và Khay Thi Nguyễn lên trang fanpage cá nhân. Điều này càng khiến người hâm mộ tin rằng việc này là có thật. Cận cảnh thiệp mời của Khay Thi Nguyễn và Will, thiệp mời đã có khán giả bắt đầu suy đoán xem những sao Việt nào sẽ có mặt trong tiệc đính hôn ngày hôm đó. Trong ngày quan trọng của Will, chắc chắn không thể thiếu được nữ diễn viên Ngô Thanh Vân, người đã có công rất lớn đối với sự nghiệp của nam ca sĩ. Nhiều người cho rằng các thành viên 365 Band cũng sẽ đến tham dự, đây đều là những người anh em thân thiết của Will. Ngoài ra, còn có thể có dàn diễn viên và ekip làm phim Em Chưa 18. Khán giả cũng tò mò tự hỏi liệu Châu Bùi có bay từ Hà Nội vào dự lễ đính hôn của Khay Thi Nguyễn hay không. Hứa Vị Văn rất có thể sẽ là một trong những khách mời hôm đó. Hiện tại, nam diễn viên và Khay Thi Nguyễn đang tham gia một dự án phim cùng với nhau. Cư dân mạng cũng đang đoán xem nhà thiết kế Lý Quý Khánh sẽ diện trang phục như thế nào nếu nhận được thiệp mời. Trước đó, Hoàng Rapper đã xác nhận mình được mời làm MC cho tiệc đính hôn của cặp đôi Em Chưa 18. Minh Hằng hé lộ clip độ 15kg silicon, thay đổi dung mạo không ai nhận ra. Hậu trường hóa trang thành cô gái mập của Minh Hằng trong Sắc Đẹp Ngàn Cân vừa được tiết lộ. Sau khi tung teaser bộ phim Sắc Đẹp Ngàn Cân, Minh Hằng gây chú ý với tạo hình nhân vật béo ú, xấu xí tên Hà My. Minh Hằng hóa trang thành cô gái mập xấu xí và khác xa với vẻ ngoài bình thường của mình. Để đảm nhận vai cô gái mập nhưng có giọng hát mê hồn này, Minh Hằng phải khoác lớp hóa trang bằng silicon nặng tới 15kg. Trong clip hậu trường hóa trang, nữ chính phim Sắc Đẹp Ngàn Cân được cả một ekip hùng hậu đến từ Hàn Quốc hỗ trợ việc đo đạc tổng thể gương mặt, vóc dáng, rồi sau đó được tạo hình từng bộ phận trên cơ thể. Sau khi hoàn thiện phần hóa trang, Minh Hằng di chuyển cử động vô cùng khó khăn. Ngay cả khi đi lại hay nằm nghỉ ngơi, cô đều phải nhờ sự trợ giúp của mọi người xung quanh. Minh Hằng không thể di chuyển được khi khoác lên mình lớp silicone nặng 15kg. Để nhập vai cô nàng Hà My to béo trong phiên bản Việt Sắc Đẹp Ngàn Cân, Minh Hằng đã phải chịu khổ khi đổi lớp hóa trang bằng silicone nặng 15kg. Trước khi bộ phim khởi quay, cô được ekip từ Hàn Quốc đo đạc tổng thể gương mặt và từng bộ phận cơ thể nhằm chế tác lớp hóa trang phù hợp với vóc dáng của mình. So với thân hình thanh mảnh của Minh Hằng, lớp silicone có kích thước khủng hơn rất nhiều. Từng bộ phận như bàn tay, bắp chân, gương mặt đều được làm tỉ mỉ. Minh Hằng cho biết, trước 4 tháng quay phim, cô đã sang xứ sở Kim Chi để lấy số đo làm lớp hóa trang. Ekip Hàn Quốc cũng bay sang Việt Nam nhiều lần để hoàn thiện sản phẩm cho nữ ca sĩ. Mỗi ngày nhập vai Hà My, Minh Hằng mất 4 đến 5 tiếng biến hình. Cô luôn được các chuyên gia hóa trang của Hàn Quốc chăm sóc kỹ lưỡng. Tôi có cảm giác như bị nhốt trong một cái lồng toàn mùi keo rất khó chịu, da tôi bị nổi mụn và dị ứng vì lớp hóa trang, Minh Hằng kể. Nữ ca sĩ còn tâm sự, việc hóa thân thành nhân vật Hà My không hề đơn giản. Bộ đồ silicone nặng 15kg khiến cô gặp khó khăn trong việc di chuyển. Cô thường phải chịu cảnh nóng nực, thậm chí gồng mình và nín thở để diễn xuất. Khi khoác lớp hóa trang, Minh Hằng hoàn toàn biến thành cô nàng mập ú và xấu xí. Trước sự hy sinh của Minh Hằng cho nhân vật, các đồng nghiệp Phương Trinh, Jolie, Rob Cơ Nguyễn đều tỏ ra khâm phục. Về phía Minh Hằng, cô cho biết, trước 4 tháng Sắc Đẹp Ngàn Cân phiên bản Việt bấm máy, cô phải sang Hàn Quốc để lấy số đo làm lớp hóa trang silicone. Sau đó, ekip Hàn Quốc tiếp tục đi qua đi lại giữa hai đất nước trong nhiều tháng để hoàn thiện sản phẩm hóa trang ưng ý nhất cho nữ diễn viên. Mỗi ngày nhập vai Hà My, diễn viên Minh Hằng phải mất 4 đến 5 tiếng make-up. Cô cũng phải chịu cảm giác như bị nhốt trong một cái lồng, mùi keo gây khó chịu và da nổi mụn, dị ứng thường xuyên. Hóa thân thành nhân vật Hà My mập ú không hề đơn giản. Bộ đồ silicone rất nặng, đến mấy chục ký. Khi mặc vào rồi thì vừa nóng, di chuyển vất vả, mùi keo dán còn gây khó chịu nên nhiều khi tôi phải gồng hết sức, nín thở để diễn xuất, Minh Hằng tiết lộ thêm. Chứng kiến toàn bộ quá trình lột xác của đồng nghiệp, Phương Trinh, Jolie, Rob Cơ Nguyễn đều khâm phục sức chịu đựng dẻo dai của Minh Hằng, dù phải mang trên mình lớp hóa trang nặng nề. Diễn viên Âu Bảo Ngân thì nhận xét Minh Hằng trông rất dễ thương đáng yêu với bộ dạng của Hà My xấu xí. Được mua bản quyền tại Việt Nam từ đầu năm 2016, Sắc Đẹp Ngàn Cân của đạo diễn James Ngô do Trương Ngọc Ánh làm nhà sản xuất, dự kiến được nhà phát hành toàn quốc vào tháng 8 2017.
Dương Triệu Vũ tiết lộ về vợ cũ của Hoài Linh. Nam ca sĩ không ngại nói về vợ cũ của danh hài Hoài Linh với tình cảm hết sức đặc biệt. Dương Triệu Vũ nhấn mạnh anh không dám nói về quan hệ của Hoài Linh với vợ cũ. Bởi nếu muốn anh phải xin phép, đó là sự tôn trọng dành cho người anh của mình. Nhưng riêng cá nhân nam ca sĩ với người phụ nữ ấy lại có mối quan hệ khá đặc biệt. Mỗi lần qua Mỹ tôi vẫn đến thăm chị. Trước kia, cứ mùa hè tôi qua Cali, chị lại chở tôi đi khắp nơi, đi ăn, đi shopping mà lúc ấy đâu có tiền. Nói đi shopping, chứ vào cũng chỉ lòng vòng vậy thôi. Kỷ niệm khiến tôi nhớ nhất về chị là mỗi khi đi ăn, chị luôn dẫn tôi tới quán có giá 1,99 đô, tức là món nào cũng rất rẻ tiền hết. Tôi thương chị lắm, bây giờ chị cũng đã có gia đình và sống rất hạnh phúc, nam ca sĩ bộc bạch. Dương Triệu Vũ cũng tiết lộ thêm, 1-2 năm trước vợ cũ Hoài Linh cùng các con đã về thăm Việt Nam. Đúng lúc ấy bố mẹ anh cũng có mặt nên thường xuyên dẫn chị và các cháu đi ăn. Riêng Hoài Linh vẫn cứ bận suốt và đi hoài nên hai người cũng không có thời gian gặp mặt. Dù vậy sau khi ly dị, hai anh chị vẫn có cái nhìn thiện cảm dành cho nhau. Bố mẹ tôi vẫn coi anh chị như những người con thật sự trong gia đình mà không hề có sự giả tạo, nam ca sĩ khẳng định. Được biết, người vợ cũ sở hữu nhan sắc xinh như hoa hậu của Hoài Linh có tên là Thanh Hương. Hai người quen nhau khi danh hài chưa di cư qua Mỹ. Tháng 4 năm 1997, Hoài Linh bảo lãnh Thanh Hương sang Mỹ chung sống sau lễ cưới ấm áp hạnh phúc. Kết tinh của tình yêu ấy là cậu con trai Võ Lê Thành Vinh, hiện đang sống và học tập tại Mỹ. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân này chỉ kéo dài 14 năm, vợ chồng Hoài Linh Thanh Hương chia tay trong yên lặng. Không một lý do nào cho sự tan vỡ được đưa ra khiến nhiều người tiếc nuối. Các nhóm hài đình đám trên mạng một thời giờ ra sao? BB&BG, Đam TV, Phập TV hay Thích Ăn Phở đều là những nhóm hài đình đám một thời làm mưa làm gió trên mạng xã hội và trở thành thần tượng của nhiều bạn trẻ. Thông tin BB Trần sẽ rời nhóm sau 6 năm gắn bó khiến nhiều người hâm mộ tiếc nuối. Thành lập năm 2009, nhóm hài BB&BG đã mang đến làn gió mới cho giới trẻ thông qua những clip hài thú vị. Với sự dẫn dắt của trưởng nhóm BB Trần, tên thật là Trần Bảo Bảo, BB&BG nhanh chóng khẳng định vị trí bằng loạt clip hài hước mang chất riêng. Cuối năm 2014, nhóm vinh dự nhận được nút play mạ vàng khi đạt hơn 1 triệu lượt theo dõi trên YouTube. Mới đây, thông tin BB Trần rời BB&BG khiến nhiều khán giả tiếc nuối. Không chỉ là nhóm trưởng, anh còn là người kết nối các thành viên lại với nhau. Sau khi BB Trần tách ra hoạt động solo, nhóm sẽ ngưng hoạt động. Mọi người tiếp tục công việc hiện tại của mình. Mặc dù không cùng một nhóm, các thành viên vẫn là bạn bè thân thiết và hỗ trợ nhau khi cần. Trăm TV là nhóm hài được thành lập năm 2011 với 11 thành viên đều là 9X. Nhờ đam mê sáng tạo, các bạn trẻ này thường xuyên cho ra mắt những clip hài chất lượng mang nội dung phản ánh các vấn đề nhức nhối trong cuộc sống giới trẻ. Khả năng diễn xuất tự nhiên, duyên dáng cùng sự nghiêm túc, đầu tư trong từng sản phẩm đã giúp nhóm được yêu mến. Kênh YouTube và Đâm TV thu hút hơn 1 triệu người theo dõi và khiến khán giả mong chờ mỗi lần nhóm ra sản phẩm mới. Sự nghiêm túc trong từng sản phẩm là điều mọi người hâm mộ ở Đâm TV. So với giai đoạn đầu, nhóm ngày càng đầu tư cả về nội dung lẫn hình thức. Đồng nghĩa với đó, fan phải chờ đợi lâu hơn. Mới đây nhất, nhóm cho ra mắt clip hài tấm cám chuyện hình lập kể, nhận được nhiều lời khen. Trong tương lai, người hâm mộ mong đợi thêm nhiều sản phẩm ấn tượng từ Đâm TV. Dù sinh sâu để muộn hơn BB&BG hay Trăm TV, Phập TV vẫn nhanh chóng phục sáng và được nhiều người yêu mến. Thành lập năm 2014, Phập TV xây dựng thương hiệu với những clip hài có nội dung gần gũi, diễn xuất tự nhiên và mang tới tiếng cười văn minh. Nhắc đến Phập TV, fan sẽ nhớ những ngày thương hiệu của nhóm là bộ ba Lầy Lội, Vinh Râu, Huỳnh Phương, Thái Vũ. Bên cạnh đó, nữ diễn viên xinh đẹp Ribi Saji cũng nhận được nhiều tình cảm từ khán giả. Sau hơn 3 năm hoạt động, Pháp TV đã đạt được nhiều thành tích đáng kể. Năm 2016, nhóm vinh dự nhận nút play mạ vàng của YouTube. Hiện Pháp TV đạt hơn 2 triệu lượt theo dõi và sản xuất hơn 200 clip. Không chỉ thành công từ series hài như Cơm Nguội, Vợ ơi là vợ, Quán cà phê bất ổn, nhóm còn lấn sân sang sản xuất phim ngắn Học đường. Hai bộ phim là Anh và Chàng trai của em đã nhận được phản hồi tích cực. Năm 2013, Phở đặc biệt tên thật là Tô Bộ Phát trở thành gương mặt được nhiều bạn trẻ yêu mến thông qua loạt clip hài hước. Dự án mang tên Thích Anh Phở liên tục gặt hái nhiều thành công. Chưa đầy một năm, fanpage chạm mốc 1 triệu like lượt thích và nhận được lượng xem khủng trên YouTube.
Với nội dung gần gũi nhưng theo kịp trào lưu giới trẻ, bộ đôi phở đặc biệt Ngọc Thảo đã mang đến làn gió mới, độc đáo. Sau tuyên bố tách nhóm vì mâu thuẫn năm 2014, Ngọc Thảo quyết định tái hợp với phở vào năm 2015 và cho ra đời series phở 2.0. Sau lần trở lại làm việc chung, cặp phở đặc biệt Ngọc Thảo cho ra đời thêm một số clip khác và nhận được phản hồi tích cực ở người hâm mộ. Thời gian gần đây, phở cho ra đời các clip quay cùng với bạn gái hay đồng nghiệp của mình. Đồng thời, anh cũng thể hiện khả năng diễn xuất ở vài dự án phim điện ảnh. Tâm TV được yêu mến thông qua những clip hài hước duyên dáng nhưng không kém phần ý nghĩa khi đề cập đến nhiều vấn đề nóng hổi trong cuộc sống.